Xin chào quý vị các bạn, tôi là Trần Anh Tú, hiện là bác sĩ y học dự phòng đang công tác tại khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Thông thường thì chắc quý vị các bạn cũng đã quen với lại những công việc của những cái bác sĩ điều trị, những người điều dưỡng ở trong bệnh viện trong cuộc chiến chống dịch Covid. Thế nhưng với những người bác sĩ dịch tễ, những người cán bộ y học dự phòng như chúng tôi thì có lẽ là quý vị cũng thể chưa thể hiểu được công việc của chúng tôi là gì. Chính vì vậy, nhân cái dịp mà tôi được Đài Truyền hình Việt Nam mời tham gia chương trình Cất cánh, tôi rất vui được chia sẻ với quý vị các bạn khán thính giả những cái công việc mà chúng tôi đã và đang làm trong thời gian qua để có thể chống chọi đại dịch Covid-19. Tôi xin được bắt đầu câu chuyện của chúng tôi bằng hai từ sơn lôi. Đây thực sự là một cuộc chiến hành trình vô cùng cam go. Tôi thì may mắn được tham gia vào tổ công tác chống dịch Covid-19 tại ổ dịch Sơn Lôi. Và các bạn có thể thấy rằng là công việc nhiệm vụ chúng tôi là khoanh vùng cách ly y tế hơn 10.000 người dân trong vòng 21 ngày. Thực sự đây không phải là một điều đơn giản, bởi vì như những đàn anh đàn chị chúng tôi cũng từng nói rằng là điều này chưa bao giờ xảy ra trong công tác phòng chống dịch tại Việt Nam trong nhiều năm qua. Và khác với những ổ dịch thông thường, chúng tôi chỉ thuần chuyên môn sử dụng những cái biện pháp y tế để có thể chống dịch, dập dịch. Thì tại Sơn Lôi chúng tôi phải sử dụng ngoài cả vấn đề chuyên môn, chúng tôi còn phải lo đến cả vấn đề an sinh và vấn đề an ninh y tế, rồi thì những vấn đề liên quan đến sức khỏe khác của người dân. Tôi có thể lấy ví dụ, chúng tôi đã phải phối hợp với lại chính quyền địa phương để có thể nghĩ ra làm sao có thể đảm bảo được những nhu yếu phẩm cho người dân trong suốt 21 ngày mà người dân phải chấp nhận cách ly. Đó chính là lương thực, thực phẩm, xăng dầu. Rồi chúng tôi còn phải lo làm sao có thể điều trị cho cả những bệnh nhân mắc những bệnh khác ngoài bệnh Covid-19. Có lẽ một trong những kỷ niệm mà tôi có thể nhắc đến ở đây chính là có một em bé bị mắc bệnh mãn tính, và em bé này đang trong quá trình điều trị thuốc tại nhà. Thế thì trong thời gian chống dịch, trong thời gian cách ly thì em bé này bị hết thuốc. Và thực sự là chúng tôi không thể tìm mua được loại thuốc đặc trị này ở trong xã Sơn Lôi, mà cái việc mà đưa em bé ra khỏi khu vực cách ly cũng là một điều rất là mạo hiểm. Vì thế mà tổ công tác chúng tôi đã phải nghĩ cách làm sao để có thể kết nối trực tuyến với lại Bệnh viện Nhi Trung ương để từ đó có thể chẩn đoán trực tuyến từ xa và đưa ra những cái phác đồ điều trị cho em bé. Và từ đó thì chúng tôi chỉ sau một ngày là chúng tôi đã cung cấp được thuốc cho em bé để tiếp tục cái điều trị của mình. Thì tôi kể câu chuyện này ra để mà nói rằng là cán bộ dịch tễ và cán bộ y học dự phòng chúng tôi không chỉ là phải giỏi về chuyên môn mà còn phải rất là linh hoạt và sáng tạo để có thể đáp ứng được tất cả những cái tình huống mà không có trong kịch bản và không có trong sách giáo khoa. Và tôi nghĩ rằng là bài học ở Sơn Lôi không chỉ là những bài học vô cùng quý giá không có trong sách giáo khoa cho những cán bộ trẻ như chúng tôi, mà còn là cho cả ngành y học dự phòng Việt Nam trong tương lai. Trở về từ Sơn Lôi thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi đã có thể kiểm soát được dịch Covid. Chúng tôi hy vọng rằng là có thể là chúng tôi hy vọng rằng là chúng tôi có thể quay trở lại cuộc sống thường ngày. Thế nhưng bệnh nhân số 17 xuất hiện, và chúng tôi biết rằng là chúng tôi đang phải đối mặt với một kịch bản hoàn toàn mới. Ở Sơn Lôi thì chúng tôi chỉ phải đối mặt với nguồn dịch bệnh lây từ Trung Quốc, và đây và các những người mà chúng tôi theo dõi thì đã được cách ly hoàn toàn trong một quy mô xác định. Thế nhưng khi mà phải đối mặt trước những cái diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp trên thế giới, rất nhiều quốc gia, đặc biệt là những quốc gia châu Âu và Mỹ đã có rất nhiều các bệnh, thì cái việc mà nguy cơ xâm nhập dịch bệnh Covid-19 vào Việt Nam là vô cùng lớn. Chính vì vậy, lực lượng y học dự phòng chúng tôi đã phải tại các cửa khẩu, chúng tôi đã phải huy động những cái cán bộ kiểm dịch y tế tại rất nhiều các cửa khẩu khác nhau, phải cửa khẩu hàng không, cửa khẩu đường bộ, đường biển, đường sắt, tất cả những cán bộ kiểm dịch đấy chính là những tấm khiên lá chắn để ngăn không cho dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam. Họ chính là những người phải gánh chịu những cái nguy cơ có khả năng lây bệnh đầu tiên. Và mặc dù là họ được bảo hộ đấy,
Thế nhưng mà cái việc mặc bảo hộ thì có dễ dàng hay không? Thì tôi thực sự là tôi sẽ nếu mà tôi tả cho các bạn thì các bạn rất là khó để tưởng tượng. Chính vì thế cho nên là tôi đã phối hợp với lại chương trình có một cái thí nghiệm nho nhỏ. Và tôi xin mời được mời một cái bạn biên tập viên. Vâng ạ, chúng tôi đã mời bạn biên tập viên mặc một bộ đồ bảo hộ. Đây là bộ đồ bảo hộ mà các cán bộ kiểm dịch y tế đã phải mặc trong suốt quá trình tiếp xúc với lại những hành khách từ nước ngoài về nhập cảnh ở Việt Nam. Và những người này phải mặc bộ quần áo này hàng giờ liền để có thể là bảo vệ bản thân khỏi lây nhiễm. Bởi vì họ biết rằng nếu mà họ bị lây nhiễm thì sẽ không có những người phục vụ cho Tổ quốc, và sẽ không có những và họ có thể lây nhiễm tất cả những đồng nghiệp xung quanh. Vâng, bây giờ tôi xin hỏi bạn một chút ạ. Bạn đã mặc được bao lâu rồi ạ? Em mặc bộ này được khoảng gần 2 tiếng rồi ạ. Gần 2 tiếng, vâng. Thế thì cảm giác của bạn khi mặc bộ đồ này như thế nào ạ? Thật ra là ở nhà khi mà em có theo dõi những hình ảnh trên mạng xã hội về việc là những y bác sĩ có cái xuất hiện cái vết lằn ở trên mặt sau khi mà mặc cái bộ đồ như thế này thì em cũng chưa thể tưởng tượng ra được. Nhưng mà ngày hôm nay sau khi mà thử mặc bộ này mới chỉ 2 tiếng thôi, và bây giờ thì em đã cảm nhận được rằng là cái khẩu trang này á, biết là nó có thể có một cái lớp cách ly tốt cho các y bác sĩ, nhưng mà thực sự là nó sẽ tạo ra cái sự khó chịu ở trên khuôn mặt đấy. Nó sẽ bị cọ sát vào mặt, rồi kể cả trong lúc mà nói chuyện nữa thì nó cũng sẽ có những cái tác động đến da mặt rất là khó chịu. Dạ vâng. Bên cạnh đó thì còn đến sự khó thở nữa. Dạ vâng. Và bạn có bị toát mồ hôi không ạ? Chắc là bây giờ áo trong của em thì mồ hôi cũng ướt sũng rồi. Dạ vâng. Đấy, cho nên là chúng ta có thể thấy rằng là những cái người kiểm dịch y tế ở ngoài biên giới họ đã phải rất là vất vả để có thể là phân loại cách ly được, phân loại và giám sát được những cái người hành khách, đúng không ạ? Em thì còn cảm nhận một điều nữa rằng là nếu như mà ví các y bác sĩ là những chiến sĩ ở đầu trận tuyến thì thực sự rằng là một bộ trang phục như thế này sẽ là những bộ áo giáp để giúp cho các y bác sĩ có được cái sự chuẩn bị tốt nhất. Nhưng mà bộ áo giáp này thì không thể nào mà tạo ra cái sự thoải mái hoàn toàn được, và em rất khâm phục cái sự tinh thần trách nhiệm các y bác sĩ. Thế bây giờ bạn đã khó chịu chưa? Dạ vâng, mời bạn vào trong để dạ vâng. Cảm ơn bạn. Đó là công việc của kiểm dịch y tế và những vất vả của họ. Thì tôi nghĩ rằng là những lời nói của tôi khó có thể diễn tả được. Nhưng mà trước những hình ảnh vừa rồi thì các bạn có thể thấy rằng những vất vả đấy là hoàn toàn xứng đáng. Đó chính là những người ở vòng ngoài. Vậy thì những cán bộ dịch tễ ở bên trong thì làm sao? Những người cán bộ dịch tễ bên trong thì họ phải tìm kiếm những hành khách trên những chuyến bay. Gần đây thì quý vị có thể thấy được trên đài truyền hình cũng như là trên báo đài có rất nhiều những cái hình ảnh đăng tin về những cái chuyến bay mang những cái mã hiệu khác nhau cập và thông báo truyền thông cho những hành khách là đến gặp cơ sở y tế để khai báo y tế. Đó chính là những chuyến bay mà có những bệnh nhân dương tính, và những người cán bộ dịch tễ chúng tôi với chuyên môn của mình hiểu rằng những hành khách ở trên những chuyến bay có ca bệnh dương tính như thế, họ đang có nguy cơ mắc bệnh, và họ chính là những người mà cần được bảo vệ đầu tiên, không những bảo vệ cho chính họ mà còn bảo vệ cho cả cộng đồng xung quanh. Tuy nhiên việc tìm kiếm những người này thì vô cùng khó khăn, vất vả. Tôi cho rằng những cán bộ dịch tễ cơ sở là những người đóng vai trò rất là then chốt trong việc tìm kiếm những bệnh nhân. Mặc dù chúng tôi đã được rất nhiều những cái bộ ban ngành giúp đỡ để có thể là tìm kiếm thông tin hành khách, ví dụ như là các hãng hàng không, công an xuất nhập cảnh, những ngành du lịch, rồi những cán bộ công nghệ thông tin đã giúp xây dựng những cái công cụ có thể tìm kiếm được những thông tin liên lạc của những hành khách, và chúng tôi cố gắng liên hệ với họ. Tuy nhiên việc liên hệ với họ chỉ là một bước đầu. Những cán bộ dịch tễ cơ sở họ phải đi từng địa chỉ, thậm chí có những cái địa chỉ mà nó không phải là địa chỉ thật, và họ đến rồi họ lại đi về rất là vất vả. Trong đêm họ cũng phải đi, bởi vì họ biết rằng nếu họ không đi vào ban đêm thì ngày hôm sau rất có thể hành khách người ta có thể đi ra chỗ điểm khác, và như vậy thì sẽ không có thể thực hiện cách ly kịp thời, và như này thì nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho cộng đồng thì rất là nguy hiểm. Và thậm chí tôi còn có thể kể đến một vài câu chuyện. Có những hành khách, hầu hết những hành khách thì rất là ý thức và họ chấp hành những cái quy định cách ly về y tế. Tuy nhiên có những hành
có những khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài, họ bởi vì họ đang đi du lịch, họ đang đi chơi, cho nên họ không thể muốn là bị gọi là cái chuyến du lịch của họ bị tạm hoãn được, cho nên họ từ chối cách ly và họ không cung cấp địa chỉ cho những người cán bộ dịch tễ chúng tôi. Và những người cán bộ dịch tễ đã phải rất là vất vả để có thể gọi điện thuyết phục, gọi điện rất nhiều lần, gọi cả vào đêm và cả vào ngày để có thể thuyết phục những vị khách đấy cung cấp địa chỉ lưu trú để mà chúng tôi có thể đến để lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, theo dõi sức khỏe của họ cũng như là cách ly y tế cho họ. Để mà nói công việc của chúng tôi thì rất là nhiều, tuy nhiên là với cái thời lượng có hạn của chương trình thì tôi cũng chỉ nói được một vài những cái điểm chính để cho quý vị hiểu được cái hành trình vất vả gian nan của những người bác sĩ học dự phòng như chúng tôi, những người cán bộ dịch tễ, những cán bộ xét nghiệm, và kể cả tôi nhân đây tôi cũng nói đến cả những người lính. Tôi rất cảm ơn những người lính trong quân đội, trong những khu cách ly. Chính họ đã là những người đảm bảo cho cuộc sống của những người những hành khách, những người được cách ly y tế có một cuộc sống đảm bảo an toàn. Câu chuyện về Sơn Lôi cũng như là câu chuyện về những chiếc máy bay, những chuyến bay, những hành khách chỉ là những màn mở đầu của hành trình chống dịch Covid mà tôi cho rằng là chúng ta vẫn chưa xác định được điểm kết. Tôi nghĩ rằng bây giờ chúng ta đã có, chúng ta có rất nhiều làn sóng dịch. Mỗi một làn sóng thì chúng ta cần phải có một con đê để đắp lên để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam. Và sóng càng lớn, đê càng phải đắp cao. Tôi tin rằng với sự đồng lòng, đồng sức của ngành y tế cũng như là những cái ban ngành và toàn thể nhân dân Việt Nam, khi mà chung tay, chung sức đóng góp cùng nhau chống dịch thì nhất định là chúng ta sẽ ngăn chặn được dịch Covid xâm nhập vào Việt Nam. Và nối tôi nghĩ là chúng ta có quyền hy vọng rằng là tiếp bước truyền thống của ngành y tế dự phòng từ trước đến nay, chúng ta đã từng chiến thắng dịch bệnh SARS năm 2003, dịch bệnh cúm H1N1 năm 2009, thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng chúng ta có thể chiến thắng được dịch bệnh Covid-19 lần này. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn bác sĩ Trần Anh Tú. Chúng tôi thật may mắn khi ngày hôm nay, trong những ngày rất bận rộn của một bác sĩ y học dự phòng, thì anh đã đến đây để chia sẻ với chúng tôi một cuộc sống rất ít khi những khán giả truyền hình và ngay cả Thái Trang được biết tới, để chúng ta thêm hiểu rằng họ đã vất vả thế nào và việc của chúng ta là một phần san sẻ những gánh nặng đó. Hãy ở yên trong nhà nhiều nhất có thể, rửa tay, bịt khẩu trang khi đi ra ngoài, và nếu như có những nguy cơ lây nhiễm thì hãy khai vào tờ khai y tế và tuân thủ đúng những quy định của Bộ Y tế và Chính phủ, phải không ạ? Và rõ ràng là những cái ngày vừa qua, chắc chắn khi cả nước bước vào giai đoạn 2 của phòng chống dịch Covid, cuộc sống cũng như là tâm thế của những bác sĩ dịch tễ như anh Tú thay đổi rất nhiều. Không biết một ngày của anh sẽ diễn ra như thế nào ạ? Với một cái bộ đồ bảo hộ mà chúng tôi chỉ nhìn thôi đã cảm thấy rất là khó để duy trì một ngày ạ. Vâng, xin cảm ơn cha. Thực sự thì là khi mà dịch Covid xảy ra thì công việc sống của chúng tôi thì vô cùng bận rộn và đau lộn. Thế nhưng mà với tinh thần là quyết tâm là không ngăn chặn, không để dịch bệnh xâm nhập Việt Nam, thì chúng tôi sẵn sàng làm việc ngày đêm để có thể là chúng tôi với cái tâm thế là tốc độ quyết định tất cả. Chúng tôi luôn luôn là phải đi trước một bước và sẵn sàng đối mặt với tất cả những cái tình huống có thể xảy ra. Chúng tôi sẵn sàng xây dựng những kịch bản mà có thể là khó khăn nhất, phức tạp nhất, nhưng mà vẫn phải quyết tâm nghĩ cái phương pháp để có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Nhưng mà tuy nhiên chúng tôi cũng có một cái những cái băn khoăn, những cái nỗi sợ riêng của mình, đó chính là bởi vì chúng tôi là những người tuyến đầu chống dịch, cho nên chúng tôi cái khả năng mà bị lây nhiễm từ dịch bệnh là hoàn toàn có thể xảy ra. Mỗi một cán bộ y học dự phòng như chúng tôi, một cán bộ dịch tễ cũng như cán bộ xét nghiệm thì chúng tôi đều ý thức được rằng là đều cần có một cái nỗi sợ nhất định như thế. Tôi cho rằng đấy là một cái nỗi sợ mà cần thiết để cho mỗi người trong chúng ta, mỗi người bác sĩ trong chúng tôi là có cái ý thức phòng hộ cho bản thân. Phòng hộ cho bản thân không phải để cho chúng tôi không bị mắc bệnh, mà để cho không bị chúng tôi không bị lây nhiễm ra những người thân xung quanh, lây nhiễm ra cộng đồng, và chúng tôi đứng vững. Và khi chỉ có chúng tôi đứng vững thì như vậy thì đất nước mới được bảo vệ, đất nước mới được ngăn chặn được dịch bệnh xảy ra.
cảm ơn anh Tú rất nhiều về những nỗ lực và những đêm dài không ngừng nghỉ của các cán bộ y học dự phòng đã giúp chúng tôi yên tâm hơn rất nhiều trong những ngày vừa qua, khi mà sự hoang mang và lo lắng dường như là cảm xúc chung của tất cả những người dân Việt Nam. Và lúc này thì cũng có rất nhiều những khán giả chia sẻ câu chuyện của bác sĩ Trần Anh Tú. Xin mời biên tập viên Bảo An ạ. Vâng, xin được chia sẻ với diễn giả Trần Anh Tú. Đó là ngay sau những lời nói của bạn thì đã có rất là nhiều những khán giả của Cất Cánh gửi lời cảm ơn cũng như lời cảm phục tới các y bác sĩ của ngành dịch tễ. Và ngoài ra thì còn thể hiện cái niềm tin là nhờ có những chiến sĩ nơi tuyến đầu như các anh mà chúng ta có thể có cái cơ hội để chiến thắng dịch bệnh lần này. Và có một cái câu hỏi cũng là một cái thắc mắc không chỉ của Bảo An đâu, mà tin chắc là của rất là nhiều người trong số chúng ta. Đó là các cái khu vực cách ly ý, thì dựa vào những cái yếu tố nào chúng ta cách ly một khu vực hay là một vùng? Dạ vâng, xin cảm ơn câu hỏi của anh. Về mặt dịch tễ học thì các bác sĩ dịch tễ chúng tôi là luôn luôn phải điều tra thông tin dịch tễ của tất cả các trường hợp bệnh. Và từ những cái thông tin dịch tễ bao gồm người bệnh tiếp xúc với ai, người bệnh đi những đâu và người bệnh làm những gì thì chúng tôi sẽ đưa ra những quyết định mà để mà xác định cái khu vực mà chúng ta cần phải cách ly. Tôi lấy ví dụ với một bác sĩ lâm sàng, khi điều trị cho một người bệnh thì người ta phải hỏi về đau ốm thế nào, rồi thì cảm giác là làm sao, thì chúng tôi là những nhà dịch tễ học cũng sẽ phải chẩn đoán dựa trên những cái tiền sử dịch tễ của người bệnh. Và từ cái tiền sử dịch tễ của người bệnh đấy, chúng tôi sẽ lập sơ đồ, khoanh vùng và chúng tôi phải kết hợp cả những yếu tố về mặt kinh tế, xã hội, chính trị cũng như văn hóa để chúng tôi đưa ra được một quyết định cách ly và khoanh vùng cách ly một cách hợp lý nhất. Và Sơn Lôi chính là một cái ví dụ rất là cụ thể, bởi vì các bạn biết là bệnh COVID-19 là một bệnh mà khi mà người mắc phải thì người ta có những biểu hiện rất là nhẹ và gần như là không thể hiện triệu chứng ra ngoài. Chính vì thế cho nên là chúng tôi phải bao vây diện rộng để ngăn chặn, không bỏ sót một nguồn lây nào cả. Và cái việc mà đưa ra quyết định cách ly một vùng y tế là một quyết định, tôi cho rằng đấy là một quyết định rất là dũng cảm của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch quốc gia cũng như là của tổ công tác. Và các bạn có thể thấy rằng chúng tôi đã thực hiện rất là tốt và không có một trường hợp bệnh nhân nào tử vong và cũng không có để dịch bệnh lây lan ra khỏi cộng đồng ngoài tỉnh Vĩnh Phúc. Như vậy là tôi thấy rằng đây chính là một bài học kinh nghiệm quý giá dành cho tất cả những người làm ngành y tế dự phòng tại Việt Nam. Vâng, và một câu hỏi tiếp theo là khán giả vẫn là thắc mắc là không biết là thời gian hoạt động cũng như là làm việc của anh Tú cũng như các đồng nghiệp của mình hiện nay ra sao ạ? Dạ vâng. Ngày là làm việc bao nhiêu tiếng? Dạ vâng ạ, tính từ ngày tôi có thể nói rằng tính từ ngày 28 Tết, tức là trước ngày mùng 1 Tết ấy ạ, là chúng tôi khi mà biết tin về những cái bệnh nhân về dịch bệnh Trung Quốc cũng như là về những bệnh nhân dân tính Việt Nam, chúng tôi đã phải họp ở trên Bộ Y tế qua cả mùng 1, tức là không có ngày Tết, không có ngày nghỉ. Và những cuộc họp thì kéo dài vô tận, ví dụ như là đến tận 9-10 giờ tối, thậm chí 12 giờ đêm. Tôi cũng có, chúng tôi là phải ăn bánh mì trong quá trình họp. Và ngoài ra thì là như các bạn thấy là cách ly, ví dụ như cách ly xã Sơn Lôi chẳng hạn, thì chúng tôi đây là một cái việc mà vô cùng mới với lại ngành y tế dự phòng, và chúng tôi phải soạn những cái hướng dẫn, những cái sổ tay hướng dẫn cách ly cấp vùng đấy, thì là với rất chúng tôi phải kết hợp rất nhiều những cái cán bộ y tế từ rất nhiều các ngành khác nhau, ví dụ như môi trường, y tế dự phòng, xét nghiệm để chúng tôi điều trị, để chúng tôi có thể có một cái cuốn sổ tay nó hoàn chỉnh nhất để có thể là thực hiện cách ly vùng một cách an toàn nhất. Và những cái buổi đấy thì chúng tôi phải làm việc gần như là thâu đêm đấy. Và hiện tại thì với cái tình hình dịch đến sức phức tạp như vậy thì hầu hết chúng tôi đều về nhà sau 8-9 giờ tối. Đấy là chuyện rất là bình thường. Các bạn có thể thấy rằng là những cái kết quả xét nghiệm của các bệnh nhân được thông báo sau 7 giờ tối thì chúng tôi cũng phải ở lại đến sau thời điểm đó vì chúng tôi phải trả các xét nghiệm. Và chính vì thế cho nên là chúng tôi đã quá quen với việc này. Và tôi nghĩ rằng là đó cũng chính là trách nhiệm, đó chính là nghĩa vụ của chúng tôi. Và đôi khi chúng tôi cảm thấy vui vì chúng tôi đang được đóng góp cho cộng đồng. Vâng, và vẫn còn một câu hỏi nữa đến từ một khán giả rất là có ý thức trách nhiệm xã hội. Đó là họ hiểu được cái thông điệp
mà các y bác sĩ đã truyền tải, đó là chúng tôi làm việc vì các bạn và các bạn ở nhà vì chúng tôi, hoặc là ở nhà là yêu nước đấy, rồi là khai báo các cái tờ khai y tế, rồi đóng góp vật chất theo tin nhắn. Và họ hỏi là liệu chúng tôi có thể làm gì được nữa để giúp cho công việc của các anh chị ạ? Dạ vâng, chúng ngành y tế chúng tôi thì thực sự là rất là biết ơn, cảm ơn những cái đóng góp của những người dân trong suốt quá trình chống dịch. Chúng tôi cảm ơn những người dân Sơn Lôi đã ủng hộ chúng tôi, đã cùng chúng tôi đi hết chặng đường 21 ngày. Chúng tôi cũng cảm ơn những hành khách đã cộng tác với chúng tôi để phối hợp cách ly y tế. Chúng tôi cũng cảm ơn những cái nhạc sĩ, những cái bạn trẻ đã có những cái tác phẩm rất là truyền thông rất là tốt đến cho cộng đồng. Tôi cho rằng là cái việc của chúng ta cần làm ngay bây giờ đó chính là tự ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong công tác phòng chống dịch chung của cả nước. Và nếu các bạn ý thức được những trách nhiệm và nghĩa vụ của mình thì rõ ràng là các bạn đã đóng góp rất lớn đến cái thành công chung của đất nước. Và như bác Hồ đã nói thì là việc gì khó, nhưng mà nếu mà dân liệu thì cũng xong hết. Cho nên là tôi nghĩ rằng là các bạn hãy cùng chúng tôi, các bạn chính là niềm động lực của chúng tôi để ngành y tế chúng tôi có thể là tiếp thêm sức lực, tiếp lửa chúng tôi để chúng tôi tiếp tục cái công cuộc là phòng chống dịch, để có thể là bảo vệ cho, ngăn chặn dịch không xâm nhập vào Việt Nam. Vâng, rất là cảm ơn lời chia sẻ của bác sĩ Trần Anh Tú, và có lẽ là đoàn kết chúng ta sẽ vượt qua đại dịch lần này. Chính xác. Vâng ạ, cảm ơn. Anh Trần Anh Tú thì cứ nói quá nhiều những lời biết ơn và cảm ơn mà chúng tôi chưa được nói lời cảm ơn với anh. Và ngay lúc này ở dưới kia nhạc sĩ Khắc Hưng chắc chắn rất muốn dành một món quà đặc biệt và một lời chia sẻ sau khi lắng nghe xong những chia sẻ vừa rồi của anh Trần Anh Tú, phải không ạ? Để mà nói thì em có một cái nó rất là hay là sau cái lúc mà em nhận được cái lời mời của Bộ Y tế, và họ cung cấp cho em rất là nhiều tư liệu về các y bác sĩ, các thông số rồi các thứ. Và để nói thật là từ trước đến giờ em cũng không để ý nhiều về những cái việc này đâu. Nhưng mà sau cái lúc mà nhận được cái lời mời, xong rồi là mình cũng phải nghiên cứu, xong rồi là đọc các thông tin, là bây giờ em cứ nhìn thấy ảnh y bác sĩ là em thấy cảm động. Trong bất cứ gọi là cái công việc gì thì em thấy những người y bác sĩ thực sự là những chiến sĩ trong cái thời đại này. Và một lời cảm ơn cực kỳ gọi là chân thành đến từ em, và em tin chắc là tất cả mọi người ở đây, tất cả bạn trẻ, những người nghệ sĩ như em cũng đều biết ơn những người như anh.